Chào anh em nha, em Thịnh Bến Tre gửi lời chào đến bà con. Sáng nay mới về được xe Everest máy dầu 2006, máy dầu turbo 2 túi khí anh chị ha. Biển số 65 Cần Thơ, xe dễ nhìn. Xong em đang bỏ đây đánh đèn với dặm cho số chỗ bị chày á. Xong về em quýnh bác trả xe luôn. Đăng kiểm tới tháng 7 2023. Mình thùng sơn si thắng băng nóc cửa anh em nhìn nè. Chất xe rất là đẹp nha anh chị. Nhiều anh em với anh em nào hiểu về xe thì thấy vậy thì nghĩ là đẹp. Nhưng mà nhiều anh em không hiểu thì cứ thấy vậy là nghĩ là xấu. Mà cái này là ba cái bụi anh chị cho đánh bác nha. Túp lô túp ly tem bồng riêng tới giờ luôn nè. Đó, chất xe rất là đẹp nha. Dàn ghế cũng còn khá là mới, màn Android luôn nè anh chị. Hai túi khí nè anh chị ha. Đó, túi khí bên đây nữa nè, hai túi khí và hai dàn lạnh luôn. Ghế bọng kính bấm trợ lực nhà te, máy dầu turbo. Đó, for nè anh chị ha. Chất xe rất là liền anh chị, keo chỉ sùng trên sùng dưới thắng băng, sùng đây nữa còn đầy đủ luôn nè. Máy dầm số ngon đẹp luôn, mua về đi thôi, máy dầu mà. Giá hợp lý anh chị ha, để cho anh chị mình 190 làm đẹp nha, để giày thì bán cho anh chị mình 175 nè. Em làm tới nóc luôn. Đó. Xe đẹp lắm. Chất xe đẹp, mình thùng thắng băng anh chị ha, bon điện keo chỉ 100%, máy dầu turbo bánh treo bản đủ 4 mâm 4 vỏ còn khá. Giờ anh em bỏ một crew đi làm nữa nè. Anh em nào có nhu cầu sử dụng dòng này thì liên hệ cho em Thịnh ha. Em Thịnh để cho anh em bà con mình xe này với giá tiền là làm đẹp là 190. Có số chỗ bị chày anh em bỏ chày sơn lại quýnh bát lại nè. Xe rất là liền nha anh chị nha, máy dầu turbo chạy sướng, tiết kiệm dòng phô của Mỹ mà. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng dòng này thì liên hệ cho em để anh em mình làm đẹp 190. Đi bằng Vancouver, anh em nào thích thì bán 850 ha. Vancouver của Anh Quốc rất đẹp. Crew này em đang bỏ tiến hành bỏ sơn nữa nè anh chị ha, sơn dặm số chỗ ha. Em này crew cuối 2015, xe đẹp, máy số gầm ngon nha. Phơm mới rồi, phơm 2016, 17, 18 anh chị ha. Đồ chủ nhân lên màn hình Android Tesla. Vô lăng rất là mới và đẹp luôn. Thì xe này để cho anh chị mình với số tiền cũng rẻ thôi, làm đẹp bán cho anh em mình 290 triệu thôi anh chị ha. Giá này còn bớt chút đỉnh nha, anh em nhìn túp lô túp ly đúng xe gia đình luôn, chạy chưa đến 100.000. Rất là đẹp. Anh em nào thích mẫu nào thì liên hệ cho anh Thịnh ha. Bên em Thịnh thì còn khá là nhiều dòng xe, dao động từ 100 cho đến 700-800 nhiều lắm, tha hồ qua lựa chọn. Xe này để cho anh em mình làm đẹp bán 290 nha, để giày bán 280 thôi. Đời cuối 2015 phong mới. Rồi, cảm ơn em mình nhiều nha. Anh em có xe cũ cần bán gọi em qua số 0866 678971. Cảm ơn em mình nhiều nha.